Cô thương Ủa cổ lắm, cổ làm mình cảm động lắm. đúng Trái tim của em á là coi như là muốn trao hết gì cho cổ, cái bản thân luôn. Nó nhưng mà ngày phút này ngã ngửa là cổ có chồng mà cổ chia tay chưa dứt tội khoát. quá. Chồng cổ quay lại với cổ. Chồng cổ năn nỉ em buông tha cho cổ đi, về sống với ảnh rồi. Đó. Đâm mình có phải chấp nhận sự thật Thì mình không? phải xác nhận sự thật, bây giờ là người, mình là người đến sau. Đúng rồi. Đó, Mình em không suy nên tranh nghĩ. giành ấy. Dạ. Cái gì của mình là của Dù cổ mình. quay đảo lại đi chăng nữa em cũng không chấp nhận, gia đình em cũng không chấp nhận. Gia đình không chấp nhận luôn. Dạ. Mà anh cũng không chấp nhận. Không chấp nhận Nói luôn. chung là mình đã bị cắm sừng rồi, là mình nhột Dạ, rồi. mình bị một lần rồi mình tản rồi, mình Nhột. không còn Ở nữa. Đó, quê anh gọi là tản hả? không còn đau thêm một lần nữa. Quê anh gọi là tản. Nếu mà dứt phát được đặng em mới an tâm, đặng em đi làm. Chứ dằn dưa hoài em khổ lắm. Làm sao anh phát hiện được? Phát hiện là cổ chồng có bắt máy. Thế Chồng có là anh có nói chuyện không? dạ Anh có hỏi chuyện có không? nói chuyện với ảnh luôn. Ồ, thế người ta bảo với anh nói chuyện với anh làm sao? Anh nói con Thủy kêu bằng con Thủy là nó về đây là coi như là nó ở đây luôn với em rồi, em là chồng của con Thủy là Ồ, mới tá ngã ra. chứ anh không hỏi là tôi cũng là chồng đấy. À, Nên người ta nói chuyện sao? nhưng mà anh nói là anh hứa là thôi anh yên tâm đi, vàng của cổ á trả lại cho anh thôi, nhưng mà em đợi lâu quá lại hoài hoài. Rồi xin chào anh trai nhé. Hôm Dạ nay anh về đây anh nhờ anh em mình xin video ghi hình đăng ký để giúp cho anh cái thủ địa về gì anh có thể anh chia sẻ anh họ tên là gì. dạ cũng nhờ mấy anh giúp giùm em cũng có quen cái cô đó ở trong lúc cổ mặn á, thì có Bình Dương quen biết với cổ là cũng được gần 2 tuần rồi cổ mới về quê. Về quê rồi hai người mới tìm hiểu nhau để là đến tiến tới hôn nhân, rồi thành thử ra thì mình thấy cổ cũng thương mình mới tiến tới hôn nhân, mà hôn nhân được chừng mười mấy bữa rồi mẹ cổ mới kêu cổ về đặng làm công việc của mẹ cổ á, thành thử ra là cổ về đây ngã ngửa ra là cổ có chồng, nhưng mà cổ nói cổ ly dị với chồng cổ, nhưng mà chồng cổ thì không có ly dị, thành thử ra thành tôi mới bỡ ngỡ ra là như vậy. Giờ nhờ mấy anh hiệp sĩ lấy lại số vàng ngày cưới của tôi thôi, còn mà cổ thì tôi trả lại cho cả chồng cổ, tôi không làm phiền gì hết. Tôi cũng nhờ mấy anh hiệp sĩ vậy giúp giùm tôi. Anh cho hỏi anh họ tên là gì? Tôi tên họ Nguyễn Hồng Cường. Nguyễn Hồng Cường à? Nguyễn Hồng Cường. Anh Cường nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay là 51. Anh hiện nay đang sinh sống ở đâu? Sinh sống ở An Giang. Từ An Giang luôn hả? Vậy là hôm nay anh từ An Giang về đây hả? Dạ. Anh cho biết là anh quen với người phụ nữ này ấy, là họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đầy đủ là Trương Thị Thủy. Trương Thị Thủy. Dạ. Anh là Nguyễn Hồng Cường. Nguyễn Hùng Hùng. Hồng Cường. Dạ. Chị Thủy này sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị cô Thủy năm nay là sinh năm 80. Sinh năm 80. Dạ. Tuổi tuổi thân đúng không? Dạ. 80 là tuổi thân. Thì em cũng không có tính được cái vụ Ồ. đó, thì biết sanh năm 80 vậy thôi, Còn anh là sinh năm mấy? 7 mấy? sanh năm 74. 74. Ồ, 74 80. Dạ. Anh quen biết với mấy cái chị Thủy này là quen trên mạng hay là gặp nhau ngoài đời? Cũng như có người nói này, cái bắt đầu mình tiếp xúc nhau qua Zalo á, Không, nhưng mà ai cho số? Facebook á, cũng Ai? cũng cái người ở dưới có đi làm chung với cổ vậy đó. Người ta giới Dạ thiệu trên Facebook đúng dạ không? dạ rồi bắt đầu mình mới tìm hiểu nhau, cái mới kết nối rồi để nói chuyện đồ cũng Mình quen cũng nhau trên quen Facebook, nói chuyện trên trên Facebook là lâu không? Nói chuyện bao nhiêu thời gian? cũng 20 ngày mình 20 mén. ngày Dạ là mình quyết định gặp nhau. dạ mà cổ mới về đây, cổ mới về Hẹn quê. nhau. Dạ hẹn nhau cổ về quê cũng cùng quê với tôi luôn, Ô, cô cùng cổ An và Giang luôn hả? dạ cổ và trong em là cỡ 5 cây số. 5 cây quá gần. Dạ Trước mà anh có biết mới cô ta không? không biết. Mới biết nhau Dạ hả? mới biết Vậy là anh trước có vợ chưa? có vợ rồi mình mà mình thôi vợ 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 chết chết à. năm đây là 2 năm rồi, đã 2 năm. Dạ Anh được mấy người con rồi? được 2 đứa, đứa con gái thì gả rồi, đứa cháu ngoại là 6 tuổi, còn con trai thì nó đi nghĩa vụ mới về năm rồi. Dạ Vậy là mình muốn mong muốn là tìm một người bạn gái để sau này lấy làm vợ là thật. dạ dạ Thế là người ta giới thiệu cho anh là sao mà người ta lại giới thiệu cái người lại có đang có chồng? con không có biết luôn, không Là biết cái người luôn, đó, cái người giới thiệu người ta cũng không biết rõ không đúng biết luôn, cái người đó không biết luôn. Tôi mới hỏi chứ người ta có chồng con gì không, nói không không không? biết Cái đó, nhưng mà cái người cô này có chồng là có một đời chồng trước đó, là thôi là cái ông đó không biết gì thôi, còn sau này cổ gặp cái người này là
toàn bộ là trong cái người kia không có biết Ồ. và không biết luôn. Vậy là cái người chồng của cái người phụ nữ mà anh nói là vợ của anh ấy, có biết cái vụ việc này không? Biết chưa? Bị thôi rồi mạnh ai nó có chồng có vợ rồi, thằng kia nó có vợ hai ba đời vợ Không, rồi ý em đang hỏi là cái, hiện nay anh về đây tìm, gọi là tìm vợ đi, nè. đúng không? Chia sẻ cái câu chuyện mà vợ của anh mới cưới được nửa tháng là bỏ đi. Là hiện nay là đến giờ phút này anh biết được thông tin là người phụ nữ đó đang có Đang có chồng, chồng. Chồng người ta ở đâu? chồng đó thì cũng ở gần đó nhưng mà Gần đó là không có biết, đâu? không Ở có An biết Giang là hả? không có chồng đó trên này, Trên này chồng là trên Tây đâu? Ninh Ở Tây Linh hả? ở gần chỗ Vậy là hai người ta vẫn sống chung với nhau hả? Có sống chung không? hai người đó sống chung có 2 năm có thể. Vợ chồng, là vợ chồng mới hay vợ chồng cũ hay vợ chồng lâu rồi? Vợ chồng cũng như là cổ có chồng trước thôi à, cổ tải á Tức có là chồng mới trước quen thôi thôi chứ rồi cũng chưa 2 năm quen, 2 năm quen kiểu cái người sau này là 2 năm, hiện bây giờ là 2 năm rồi. Rồi kiểu em không hay biết gì kiểu hết. cũng như anh ấy đúng không? Kiểu cũng như anh, tình trạng giống như anh nhé. Anh quen người phụ nữ này nhưng mà anh không biết, nhưng mà đôi khi là người khác lại cũng quen kiểu giống như vậy, kiểu kiểu như vậy đúng không? Thế là mình có tổ chức đám cưới không? Cũng có làm vài mâm đặng dòng họ anh em đồ lại gì á. Mình có mặc quần áo cưới không anh? Không Chưa hả? không có Sao mình mặc, không chụp hình cưới? không giống như là mình tính như già cả rồi, Dạ mình ý sống với anh. nhau là để mình chăm sóc lẫn nhau Anh thôi. sinh năm 74 hả? 74 năm nay 50 còn ngon. 51 50. 50 74 50 còn ngon mà. Sao mà mình không cưới cái cho nó đám cưới hoành tráng cái? tính làm hoành tráng Ồ kệ đấy, mình mở nó ra mà nó chứ mình đâu sợ ấy. không tiền. Vậy là anh đến với cái cô gái này là các con của anh có biết không? Anh có nói chuyện với các con của anh không? Có Con đồng ý không? lúc đầu thì nó không đồng ý, Sao vậy? sau này nó thấy cô này ấn tượng với nó quá, nó thương Ấn tượng. để Anh cho rồi. em hỏi này, cái người anh được một người khác, người bạn giới thiệu khi anh gặp cô Thủy ấy, anh Cường đúng không? Anh Cường gặp cô Thủy ấy, lần đầu tiên là mình gặp mặt mình thấy cô ta có gì ấn tượng không? Có ấn tượng Ấn tượng luôn. cổ khi mà cổ về phải không, mà mình nói với cổ là cũng như là thôi thẳng thẳng từ từ đi, cái nói thôi giờ mình tìm hiểu nhau là để tính đến tiền hôn nhân đó, mình cũng không bỏ thời gian ra dài chi đó. Thấy cổ nói cũng thương, rồi cổ qua lại nhà cổ cũng dọn dẹp, mình thấy mình cũng thương cũng mến, thấy cổ này cũng lo lắng cho mình, nhưng mà Cô không ta ốm ngờ hay mập? cũng vừa vừa Khoảng cô này, cô em hiện nhìn hình hiện bây này hiện bây giờ là 58, 58 mà còn sao trông như phải 80 kg vậy? Sao mập vậy? và trong cái hình này lúc trước là nó 80 kg lận đấy, Ui giời, và quá đúng, đúng ý luôn. đó, 80 kg. 80 kg cái hình đấy đó, 80 kg rồi đi mằng chỗ này chỗ kia đó, rồi mới sụt lại hiện giờ còn 58. 58, 58 là mình dây rồi đấy. Cô ta cao Thấp hơn em. không? Thấp hơn à? Được 1m6 không? Không thấp hơn em cái này nè, Chắc 1m55 không? chắc cả năm mấy. 1m55 mà 80 kg thì chắc họ họ lăn chứ họ đâu có đi đâu anh. Đúng không? Lăn. Trong cái lúc đó thì em không biết, nhưng Nhưng mà mà em gặp sau này là có 58 kg nhưng mà anh gặp cô ta cái thời điểm bây giờ là gặp ở đâu? Hôm đầu tiên gặp mặt là gặp ở đâu? gặp mặt là cổ ở Bình Dương, Gặp tại Bình Dương. dạ cổ đi mặn ngoài Bình Dương á, Thế là hẹn nhau gặp nhau Bình Dương. em ở trong nhà cũng như là Nhà cho đâu? Facebook cho Zalo em, nhà em ở An Giang, cổ mặn ở Bình Dương á, cũng như là cho số Anh Zalo em á, đang hỏi là gặp mặt đấy, gặp nhau á. gặp gặp mặt là gặp tại nhà em Là An Giang. và An Cô ta Giang về An Giang gặp gặp anh. và Sao anh gặp người ta mà này, anh để cho người phụ nữ là về tận nhà anh tìm? không có nhà của cổ ở trong kia, Ở rồi trong cổ đó. ra đó cũng như có người bạn đó, và nó chơi rồi mới đầu tìm hiểu nhau luôn. Ồ, thế là mình gặp hôm đấy là mình gặp tại nhà anh hả? Nhà anh hôm đó có ai ở nhà không? Gặp nhà của cái người bạn của cổ á, À chứ không phải nhà anh hả? Thế rồi là mình mới có tìm ngoài, hiểu, thêm tìm hiểu suốt đêm luôn. và tìm hiểu thêm với cổ Nhưng mà tìm hiểu đêm đấy hả hay sao? Đêm hôm nay mình có tìm hiểu không? Anh gặp ban ngày hay gặp tối? gặp ban ngày và ban đêm mà cũng như 8 9 giờ cái về ngủ, mà anh ấy ngủ Là ngủ ở đâu? và cổ ngủ bên nhà bạn của cổ, rồi tôi nhà ngủ nhà tôi đó, Ồ, vậy đó. kỳ ấy. Hôm đầu Giờ tiên giờ gặp mới mặt đang tìm hiểu mà tìm hiểu cho mình không đưa ra quán cà phê để có không gian cũng có chở riêng. đi bán cà phê rồi, cũng có hung hít đồ, cũng cảm Ui mến giời, bữa nói đầu tiên vậy hôm đấy có luôn, có có đúng cũng chở cổ đi ăn rồi này kia nữa, không? Ăn hủ tiếu hay ăn gì? ăn hủ tiếu là muốn cổ muốn ăn gì ăn, hủ tiếu mì hay nuôi bánh canh gì đó muốn ăn gì ăn, Là mình nghĩ là hôm nay là bạn gái mình là và đợi nghĩ đúng là bạn không? gái, và cũng chở cổ đi chùa đi này đi kia nữa, Bữa đầu tiên mà sao anh chở đi nhiều nơi vậy? chở cổ đi cho biết ấn tượng với mình, để cho À, cổ ấn tượng với mình vậy thế thôi. là hôm nay đầu tiên là anh đi chở về đi uống cà phê này, xong đi ăn này, xong đi chùa này, Chùa xong hôn hít này. Ui giời ơi, có nắm tay không?
Đấm tay hung luôn. Ui Có trời ơi, cô ta có đồng ý không? đồng ý cho. Đồng ý luôn hả? Dạ, Hay là cô ta hất tay ra? bởi vì cổ thương mình thì cổ cho tất Ồ, cả, nhưng cho tất mà cả không luôn. ngờ Thế cổ phải động như vậy thì mình ngoài nắm tay nắm chân nó hôn hít thì mình còn được gì nữa không? Hôm nay có được gì không? Anh nói thật là mình có được gì vì không? ban ngày mình đâu có làm gì được. Em tối mới có được gì không? À, tối thì mình cũng ôm mình hôn hết vậy thôi. Cũng chỉ vậy thôi. Thế làm sao mà chịu nổi? Thỉnh thoảng từ Úi từ giời. này Xuân Hinh bảo rồi, mình làm cảm sao thấy mà là chuyện khác mà sẽ sung sướng? cái nào của mình là của mình. À, anh nghĩ là như Dạ vậy. anh nghĩ, em nghĩ vậy. Thế hôm sau mình có gặp nhau tiếp không? Hôm sau mình gặp Gặp nữa, hôm gặp sau mình gặp nhau ở đâu? dạ Mình gặp ở gặp bên nhà đâu? bạn của cổ không à. Lại gặp nhà bạn. Dạ Sao gặp nhà mình? chưa dám về, bây giờ hai đứa con nó chưa chắc nặng á, chưa dám Ồ, thế về. là anh có đưa đi lời khác nữa không? Lời chỗ bí mật Không, không? Thế là mình lại sang nhà bạn cô ta gặp. Thế là hôm nay mình có nhậu không? Làm ly rượu không? không cũng có lâu lâu làm ly rượu hay là rượu Đó, thế là hôm thứ ba là anh gặp lại nhau gặp nhau ở đâu? thì cũng nhà bạn cổ gì đó Thế cứ ở đây hoài vậy. tới cái ngày mà gần làm đám á, tới ngày làm đám là cổ mới về nhà em luôn vậy đó. Cũng cổ cũng tới lui nhà của cậu gì gì Đến của lúc bây giờ cổ là làm đám là anh đã quyết định là thành vợ anh rồi đấy. dạ nó quyết Khi làm định. đám là em mình làm bao nhiêu bàn? em hỏi cổ em có quyết định chưa, nó dạ em quyết định rồi, em về chung sống với anh Bao nhiêu bàn? được 5 bàn. Ui giờ 5 bàn. Dạ 5 bàn là khá đông đấy. dòng họ em thì nó đông, Ồ, thế là mọi người cũng chúc mừng hả? cũng muốn cho nở mặt nở mày đó. Thế Dạ là anh hôm bữa là đám nhà anh thì đông rồi, nhưng mà cô gia đình nhà cô ta có những ai? nói với cổ á, kêu cho mẹ cổ hay cổ không chịu, nói cổ quyết định tự đại cổ, rồi cho bên ngoại hay cổ nó thôi khỏi đi, Ôi giờ là quyết định của cổ, vậy là mình sai cũng sai sai lầm ở chỗ rồi. đó, không nhắc tới. Dạ Vậy là cô ta không nhắc đến gia đình dạ không mà nhắc nữa. cô ta quyết định. Dạ cuộc đời của em thì em tự em quyết định, không ai quyết định cho em hết, cổ có nói vậy. Nhưng mà ít ra phải thông báo cho gia đình chứ. Thì bởi vậy em Gia đâu đình có đến thì ngờ, đến, không đến là thôi nhá. nhưng mà cổ có cái ý định với người này rồi nó còn vậy còn lớn tiếng đó. Ý định với người nào Dạ nữa? thì cái người nãy giờ là chồng cổ đó, Ôi trời ơi, vậy là là cô có ta ý đâm định cá vậy, thì bảo ớ là không cho bên bên mẹ cổ đồ này kia hay sợ hay, rồi Ồ. cái người đó không có Ôi cho, nói giời. vậy đó mới Thế khổ em. là hôm mà mình gọi là tổ chức ăn nhậu đó ở dạ tại nhà anh ấy, dạ gọi là lễ ra mắt cũng như là gọi cưới luôn ấy, theo mình dạ hiểu là cưới luôn ấy. dạ Hôm đó là mình có ngủ nhà mình luôn không? Tối nay ngủ luôn tối có ngủ không? Mình có đạp mái không? có đạp luôn. Ôi trời, kèo thơm thôi. Dạ Được thấy không? Hôm dạ đấy nhau. Ra vợ lâu không có vợ. Đấy làm sao mà quên được. Thế dạ là cô ta có chịu không? chịu Chịu luôn hả? dạ Cô ta có chống lại không không? Không. Gọi là chấp nhận đúng không? dạ Vậy cũng tất chấp cả phải nhận, chấp nhận là vậy thành vợ là chồng. em cũng nghĩ là cổ chấp nhận em là cổ thương em là cổ mới chấp nhận. Đúng rồi. Dạ Người ta em chấp nhận nghĩ người ta mới chấp nhận, người ta mới cho cho mình một tổ dạ chức như dạ đúng vậy đúng rồi không? nói vậy Nhưng nhưng mà mà anh Hà hơi bị sai lầm. dạ em sai lầm. Vì mình không tìm hiểu kỹ. dạ Ít ra mình không biết được người ta cụ thể làm sao, mình cũng phải biết là dạ ba mẹ người ta là ai. dạ Hoặc là các con người ta, tuổi đấy chắc chắn là phải có con rồi. Đúng không? dạ Người ta được mấy người con đâu? Được mấy người con? cổ được 2 đứa con gái, Con gái giờ hai biết gái giờ chưa? gả hết luôn rồi. À, Dạ gái đi coi chồng như hết rồi. là cổ nói cổ sống độc thân mình nên, như cổ thôi chồng cổ á là cổ Dạ. sống độc thân mình nên, giờ 2 đứa con gả hết. Là cổ Thế nói trước với cái thời điểm gặp anh là cô ta làm công việc gì? con làm hồ. Làm hồ hả? Dạ Thế còn làm anh? em thì là làm mướn xịt lúa cho người ta ở An Giang á, xịt lúa Xịt xịt thuốc bình lúa đúng á, không? xịt lúa á. dạ Ồ, công việc cực khổ đấy. dạ Một một tháng anh thu nhập được nhiêu tiền không? cũng có khi 2 triệu 3 triệu không chừng, người Cả ta tháng được kêu 2-3 triệu hả? dạ như người ta kêu xịt 5 7 bình 10 bình đảo lỡ Ồ, à, nó đâu có nhiều. vậy sao mình nuôi được vợ? Vợ lúc đó thì có đứa con đó, nó làm tiếp Con ai? con của em á, Ôi giời, con nay mai cuộc sống của nó chứ anh. đâu có con nó chưa có vợ. Chứ có vợ thì mình phải để dạ dành tiền cho nó chứ. dạ cũng có để dành chút đỉnh Nhưng đó, mà anh có nhà không? có nhà cửa đàng Nhà lớn hoàng. không anh? dạ Nhà lớn không? nhà cũng bề ngang 6 mét rưỡi là không biết rồi luôn á, dài 11 mét. Ồ, vậy đủ Dạ à? nứt đòn nền thì nền đúc, dách thì dách thiết. Vậy cũng được. Dạ Thế là hôm đó là tất cả là gia đình dòng họ là ai đồng ý, bên nhà nhà ai đồng ý đúng không? dạ cũng cảm mến cũng thương cổ dữ lắm. Thương lắm mà. Cô ta Dạ nhìn có dễ thương không? cô ta thì nhìn dễ thương lắm, Nhìn dễ thương, nói chuyện có ngọt ngào không? chuyện nói chuyện em không, Em dạ không thưa à? không, dạ bởi mới mới Dạ. chết em. Cô ta nói chuyện đấy. Bởi mới Dạ. chết Có em. dạng như vậy không? Dạ Có dạng như vậy không? dạ Nghe nói cái gì ra cũng nghe dạ. thích nhờ. Dạ Đàn đúng ông mà rồi, nghe được người phụ nữ mà dạ, nghe thích nhờ. bởi vì em mới Úi chết em mới khổ giời. em, nói vậy Người té té ta. ngửa ra như vậy là em Thế là quá sai anh tổng lầm. cộng anh sống chung với cô ta được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Khi ngày cưới về là Anh có chọn ngày cưới cỡ không? có chọn ngày Mình có đi cưới xem thầy không? không có xem, mình chọn cái ngày tốt Ngày nào ngày tốt? ngày 26 Chủ nhật không?
Không. Ừ. Là 26 hoặc tháng 26, mấy? 26, ở như là chủ nhật. Đấy, ngày tốt là ngày chủ nhật, cứ chủ nhật là ngày tốt. Dạ. Em thầy bói đấy rồi, cứ ngày chủ nhật là ngày tốt. Dạ. Thế là tối hôm đấy là môi chạm môi. Dạ. Đúng không? Thịt chạm thịt, sướng. Thịt chạm thịt. Ờ, dạ. Thích nha, bán nguyệt. Thế là anh hôm nay anh trao cho vợ anh là bao nhiêu vàng? Dạ. Hôm nay anh trao cho người vợ lại bao nhiêu vàng? Thì hai con á, đi sắm á, là tôi không có biết. Con với cổ đi sắm, đứa con em á. Gái sắm, gái? Gái á. Ừ. Thôi vì đi ngoại sắm sợi dây chuyền, đậu bông thì lúc đó là em mua cho cổ. Ừ. Là nhưng 3 triệu mấy gần 4 triệu gì đó. Ừ. Rồi sau này cái ngày cưới á, là mới sắm sợi dây chuyền được mấy triệu gì đó, 10 triệu mấy, 11 triệu gì đó. Lại sợi dây chuyền đó. Ừ. Với cộng lại cái đậu bông nữa là cũng 14 triệu. Ừ. Dạ, thế là hôm, thế là sao lại cô ta lại bỏ đi? Bởi vì mẹ cổ gạt cổ về đặng tiếp với mẹ cổ. Sao là, mẹ cô lại gạt cô ấy? Là mẹ cổ là cái người chồng cổ, chồng của cổ nè, là ở nhà của mẹ cổ. Là chồng trước của anh? Là chồng trước của cổ á. Đó. Gạt cô ấy? Dạ. Là về phụ, về dạ, về phụ mẹ đặng bán vì mẹ nhức giò. Không ngờ là về dính ở dưới này luôn. Thế là về phát là anh mới biết à? Dạ. Thế cô ta là về bao nhiêu ngày? Anh có đi tìm không? Sao ta anh chở vợ anh về? Em đòi trở về, cổ không cho, không cổ, nói, cổ nói thôi giờ mẹ đau thôi em về, em đi về trả anh, em lo cho mẹ đi, ít bữa em quay đảo lại. Ừ. Thì mình nhưng tính... mà ở với anh là tổng cộng là từ hôm mà gọi tân hôn, đêm tân hôn là ở với anh là bao nhiêu ngày? Là tới ngày cổ đi đó. Là bao nhiêu ngày? Là 24 ngày. Ừ, hai mấy ngày là cũng được rồi, cũng thích rồi. 24 ngày đó lúc này mình đang xa vợ, tuổi này gọi là hồi xuân. Là mình mà ăn liên tục không? Thích không ăn liên tục à? Sao vậy? Tại vì chê à? Mình không thắng từ từ. Từ gì nữa mà mới mà ngon thế. Dạ. Thế là cô ta đi mất luôn hả? Cô ta về đây là mẹ cô ta là nhốt vô phòng luôn. Nhốt luôn hả? Ta thậm chí điện thoại mà chồng cô bắt máy không mà cô không bắt máy luôn. Thế làm sao anh phát hiện được? Phát hiện là cổ chồng có bắt máy. Thế là anh có nói chuyện không? Dạ. Anh có nói chuyện không? Có nói chuyện với ảnh luôn. Ủa, thế người ta bảo với anh nói chuyện với anh làm sao? Anh nói con thủy á, kêu bằng con thủy á, là nó về đây á, là coi như là nó ở đây luôn với em rồi, em là chồng của con thủy. Ồ. Là mới tá ngã ra. Chứ anh không hỏi là tôi cũng là chồng đấy. À. Nên người ta nói chuyện sao? Nhưng mà anh nói á, là anh hứa là thôi anh yên tâm đi, vàng của cổ á, trả lại cho anh thôi, nhưng mà em đợi lâu quá, lại hoài hoài. Cổ hứa hoài. Đợi lâu chưa? Anh hứa cũng gần bữa nay chắc cũng gần chục ngày. Ôi trời. Thế là bây giờ mình cuối cùng vợ hờ này là mình mất trắng theo hôm ấy, nhưng mà hôm mà mình tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy ấy, là mọi người có mừng tiền không? Không có mừng tiền nhưng mà em không nhận. Không lấy em không nhận. Ồ. Nhưng mà anh em đã ăn đặng cho biết cái gì thôi. Thế nhưng em rất khâm phục anh. Dạ. Anh là một người ở quê thật nhưng mà anh sống dạ. Rất chất phát. Không, em là cái dạng mà tình nghĩa với chân thật của em là nó chân thật. Không, em nhìn người anh là con người rất dạ. Thật thà. Không có cái gì gọi là sai sai. Dạ. Nói chung là người thật thà, chất dạ. Phát, một người ở quê thuần nông. Dạ. Ừ, vợ mất đúng không? Dạ, mất. Thế từ khi vợ mất thì mình có quen ai không? Không. Không quen. Không quen rồi tới... Thế mà cũng là duyên số nhỏ. Nhỏ vậy đó. Duyên số là vổ lẫn nhau, vổ dạ. Đúng cái cụ mà đang có chồng. Số của em nói sao đâu. Khổ nhỉ, đặt tình duyên. Thế là bây giờ anh có gọi điện cho cô Thủy, cô vợ anh không? Có gọi điện, cổ không bắt máy. Không bắt máy chồng bắt máy không à. Gọi gheo. Sao anh không tìm đến tìm về nhà? Tìm về nhà thì tôi em sợ là như là về đó thì em thì người đến sau. Em là người đến sau. Rồi em sợ em đi về đó đây rồi bên... Đến sau nhưng mà mình đâu có là phải là mình sai cho mình đâu. Dạ bởi vậy. Mình cứ tưởng là cô ta không có chồng. Thì bởi vậy. Đúng nhưng nha? Mà cái bữa, mình biết cái bữa mà cổ dài, cái bữa cổ dài là cổ quánh lộn với em thứ ba cổ. Úi giời ơi, con gái mà quánh lộn luôn hả? Dạ. Em thứ ba cổ là quánh cổ trước, quánh cổ. Rồi cổ mới phản kháng lại. Phản kháng luôn? Dạ. Ai thắng? Rồi có cuộc là cổ bị cái tay với cái vai, còn em cổ bị bể đầu. Úi giời. Dạ. Thế là này, anh cho em hỏi này. Trong cái thời gian mà cô ta ở với nhà anh là 25 ngày hả? Hay 23? 24 ngày. 24 ngày hả? Dạ. Là cô ta làm công việc gì? Không có làm việc gì, nhà cửa bếp núc làm trong vòng trong nhà không? Ồ, thế là cứ ở nhà ăn chơi vậy nha để dạ, ở nhà là sáng cứ lau nhà, quét nhà rồi xong xuôi rồi các em chở đi ăn ăn rồi về cái nấu cơm. Xuống vậy? Nấu cơm nấu nước ăn rồi cái ngủ rồi tới giờ chiều cái nấu cơm ăn vậy cái xong rồi tối là ôm nhau ngủ. Dạ. Thế còn là giấc trưa nếu mà buồn phải không? Bướng lãnh học điều gì lạc.
cho đỡ buồn, cũng như là mình kiếm ngày 5-10 ngàn thêm gì đó. Nhưng mà cô ta có hỏi là anh có bao nhiêu tiền không? Anh cô ta có hỏi là anh dành dụm được bao nhiêu tiền không? Không có hỏi. Chứ nhưng mà hỏi. Cái lúc mà em con em nó đi sắm gì đó mới biết thôi. Anh cho hỏi này, theo em nghĩ thì anh em biết là anh rất khó khăn. Dạ. Một tháng anh mới làm được 1-2 triệu. Dạ. Rất khó khăn. Mà anh tin tưởng thật, để mà nó cái số tiền này có 10-mấy triệu, em nghĩ rằng nó không có lớn. À, em nghĩ cũng không có lớn không, nhưng mà tại vì cái phần số của em nó nghèo quá đó, là thành thử ra số tiền em coi hơi lớn. Nó vậy đúng thôi. Đúng, anh nói vậy là đúng. Đó, bởi vì em á mặn á một ngày á 100 ngoài. Đó, người ta kêu có khi 70-80 nữa. Nó rồi mình cắt ca cụm được nhiêu rồi sắm cho cổ. Mình coi như là cái số tiền đó mình lớn. Chứ đúng là thực sự là cái số tiền là 10-mấy triệu. Coi như nếu mà chỉ làm một tháng lương thôi à. Dạ, nó vậy. Mà của anh dành dụm bao nhiêu năm nay này hả? Dành dụm cũng lâu. Ôi, để sắm cho vợ cho lỡ mặt lỡ mày đúng không? Dạ. Nhưng ai ngờ là cô gạt anh luôn. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh còn tiền với cô ta lấy nữa nhỉ? Dạ. Cái cũng cái không có tiền nhưng mà con nó cho mượn cũng được mớ nữa vài triệu, nó không đủ tiền á. Nó vậy. Để mua thêm hả? Dạ, mua thêm. Còn cái đám á thì cũng mượn tiền người ở ngoài. Bây giờ anh sợ phụ nữ chưa? Sợ giờ anh. Em sợ. Hay là em làm ai cho anh một cô được không? Không, khỏi đi anh. Giờ em quá trời em sợ. Sợ nhưng mà mình sống là cô đơn. Nhưng mà để từ từ nữa đi, mình chưa biết được. Từ từ là tùy duyên. Dạ, tùy duyên đi. Thế khổ nhỉ. Sao nhiều chị em phụ nữ cứ lên mạng tìm chồng, dạ. Tuyển chồng. Đây ông ngon thế này mà không tuyển, mà cứ đi tuyển toàn cái ông gì đâu không? Là đấy, ông này hiền này, chân thành này, chất phát này, con người là thuần lông này, thật thà này. Anh có thường về thành phố chơi bao giờ không? Không có đi đâu chứ, ở nhà vậy đó. Dạ, không có đi đâu chứ, có như là mình đi vòng vòng trong tỉnh mình thôi. Nhưng mà em nói chuyện thật này. Dạ. Bây giờ nếu như lấy vợ mà người vợ công việc cũng bấp bênh ít tiền, thì anh có làm công việc này ít tiền thì liệu anh làm sao mà anh nuôi được vợ? Thì gắng cố gắng. Hay là có ít ăn ít? Có ít ăn ít, gắng cố gắng mình làm. Nếu mà mình nói với cổ rồi, công việc của anh nó vậy đó. Nếu mà em ưng anh thì chấp nhận anh thì công việc nó vậy đó. Gọi là người thật việc thật đúng không? Dạ, nó vậy. Chứ mình không có xào xạo đúng không? Dạ. Em cũng thích quý con người như anh. Tại giờ em thương anh thì anh mặn công việc vậy đó. Thì em thương anh thì... Hay là em kiếm cho anh một bà, bây giờ anh là 50 tuổi, em kiếm cho anh một bà 55, 60 tuổi. Đâu. Lớn tuổi hơn xíu nhưng mà người ta có điều kiện. Không, hai bên dựa vào nhau đỡ khổ. Không được, thôi nghỉ anh thôi. Nghỉ luôn hả? Dạ. Vậy là mình nghỉ chơi luôn hả? Dạ, đãi tùy duyên đi. Tùy duyên hả? Dạ, đãi tùy duyên đi. Nhưng mà tùy duyên cho mình vô đúng cái bà này bài gạt anh nhỉ? nhưng mà lúc 2-4 ngày là mình có làm đều đều không? Tối đến mình có làm đều đều không? Cũng có lúc hai năm liên tục hai bữa cũng hơi ngưng. À, có lại liên tục hai bữa trong mình nghỉ. Dạ. Cũng được rồi. Nếu mà để tính giá em nói thật, nếu là tính giá là tính giá này cũng vừa tiền, không có mắc. Nhưng mà có điều anh nói thật là anh bức xúc, anh tiếc tiền là dạ, kiếm em tiền bức xúc với cháu đó rồi. Dạ. Anh kiếm tiền quá khó cho anh nghĩ là cái chuyện khác nó bình thường đúng không? Quan hệ kia nó là bình thường, nhưng mà tiền bạc là đối với anh thì nói thật là nhiều người có nói là tiền không quan trọng đúng không? Nhưng mà không có tiền em không sống. Tiền thì cũng quan trọng nữa chứ phải không? Tình cũng quan trọng, mình nhưng mà không có tiền sao mồ hôi mà. Nó vậy, mình phải cắt ca cẩm, mình phải tiết kiệm đồ này kia nó mới có. Hy vọng là trên video này đăng tải thông tin này thì chị Thủy này nếu xem được video này hoặc người nhà chị Thủy thì có thể tác động để chị Thủy sớm trả lại số tiền cho anh 10-mấy triệu. Mấy triệu thì đối với gia đình khác không lớn nhưng đối với gia đình anh vô cùng rất lớn, mà đây là một niềm ao ước vô cùng rất to lớn đối với anh. Anh tưởng là anh sẽ có một cái niềm vui, niềm hạnh phúc sống với nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng ai ngờ sống với nhau chỉ cần 2-4 ngày, một cuộc tình 2-4 ngày là một cuộc tình rất ngắn. Thực sự là rất tốt, rất tiếc. Đây là một người rất chân thật, mà mình nếu mà thực sự mình không yêu thương người ta mình đừng có đi gạt người ta. Đó, mình gạt người ta mình đã bỏ theo về với người mới của mình, người chồng của mình, thì thực sự là mình làm như vậy không được. Đó, người đàn ông này thật thà, thất phát, khỏe mạnh. Đó, mà ta chịu thương chịu khó. Mà không chịu thì không biết là chịu cái gì nữa, không biết. Mình đã biết thừa mình đang có người, có một người đang sống chung mình đâu mà mình đi gạt người ta. Mình đi bắt cá là bắt cá nhiều tay thì làm như vậy được. Đúng không? Từ khi em ngã ngửa ra em thấy gì cái đầu em nó hơi nặng. Ui, là cổ cắm mấy cái sừng lên đầu em. Ui giời. Cắm mấy cái sừng, em nghĩ là cắm nhiều sừng đấy. Dạ. Nhiều sừng đấy. Sừng là cắm liên tục rồi. Dạ. Không biết là anh ăn với rất nhiều sừng rồi. Nhưng mà thôi, dù sao chẳng nữa ở đây cũng là bài học. Dạ. Lần sau nếu mà anh muốn đến với ai đó là anh phải tìm hiểu tận nhà. Dạ. Anh phải biết nhà.
anh phải gặp được cha mẹ hoặc anh em ruột hoặc các con người ta để mình hỏi rõ là đầu đuôi câu chuyện là thật hay hư. Chứ mình gặp này người ta có nói là người ta quyết định, nhưng quyết định là quyết định một mình nhưng mà thực sự là người ta giấu đằng sau nhỉ. May mắn cho anh, vì em nói thật, nói chuyện rất nghiêm túc, may mắn cho anh là anh gia đình cũng không có tiền. Chứ nếu anh có tiền là cô ta lại ôm cho anh một mớ nữa, là hôm đám cưới là anh cô ta có thể là gạt anh toàn bộ. Và có nhiều trường hợp nhiều cô dâu là cưới xong đêm tân hôn là bỏ trốn luôn, chú rể mình mệt quá hì hục là đêm cô dâu là căn thôi. Đấy, cô dâu cho chú rể mệt là sau đó là làm bất tỉnh và sáng mai tỉnh dậy là mất toàn bộ tài sản. Rất nhiều trường hợp ở hiện nay là anh em ghi hình là không nhầm là gần 10 người. Gần 10 người đó cứ là cưới xong là đêm mai trốn mất luôn, mất tiêu luôn, ôm cả hàng qua gia đình. Nhưng mà anh lấy tiền nhất, nhưng mà anh đau nhất vì anh nghèo nhất, em nói thật. Đào lắm anh, đào lắm. Anh hãy nói chuyện trên video này, anh hãy nói là Thủy ơi Thủy, em không thương anh, em gạt anh, thì bây giờ em đang ở đâu em trả lại tiền vàng cho anh. Để anh có yên tâm tư tưởng, xong này anh có điều kiện anh lấy vợ khác. Anh nói chuyện lớn thì cho cô Thủy đi xem đi. Em thấy ơi, em nếu mà em không thương anh nữa thì em gửi số tiền lại cho số vàng lại cho anh đi. Còn em thì anh gửi lại cho chồng của em. Anh không còn vướng bận gì với em nữa. Thôi em có thương anh thì em trả số vàng lại cho anh. Nếu bây giờ cô bỏ cái người chồng kia đấy mà đến anh thật, anh có đồng ý không? Em không đồng ý. Sao vậy? Tại vì cổ cũng đã gạt cả. Dạ. Đâm mình đau một lần rồi không đau lần nữa đâu. Mình không tin tưởng nó. Dạ. Thương cổ dữ lắm. Ồ. Tối ngủ là lúc trước là 24 ngày qua là anh có vút ve không? Có mua mất hoài. Cô thương cổ lắm, cổ làm mình cảm động lắm. Trái tim của em á là coi như là muốn trao hết gì cho cổ, chứ bản thân luôn. Nó nhưng mà ngày phút này ngã ngửa là cổ có chồng mà cổ chia tay chưa dứt phát. Chồng cổ quay lại với cổ. Chồng cổ năn nỉ em buông tha cho cổ đi, về sống với ảnh rồi. Đó. Nên mình phải chấp nhận sự thật. Vì mình phải chấp nhận sự thật, bởi vì là mình là người đến sau. Đúng rồi. Đó, mình không nên tranh giành. Dạ. Cái gì của mình dù cổ quay đảo lại đi chăng nữa em cũng không chấp nhận, gia đình em cũng không chấp nhận. Gia đình không chấp nhận luôn. Dạ. Mà anh cũng không chấp nhận. Không chấp nhận luôn. Nói chung là mình đã bị cắm sừng rồi, là mình nhột. Dạ, mình bị một lần rồi mình tản rồi. Nhột không còn nữa. Đó. Ở quê anh gọi là tản hả? Không còn đau thêm một lần nữa. Quê anh gọi là tản. Nếu mà dứt phát được đặng em mới an tâm, đặng em đi làm. Chứ dằn vừa hoài em khổ lắm. Nói bây giờ trên video này em nói chuyện một câu chuyện rất nghiêm túc, bởi em thấy anh là một người chân thành. Yeah. Em cũng nói chuyện chân thành với em. Cái tâm lòng của em sao em nói vậy? Trên video này hiện nay anh chia sẻ là cái cô Thủy này đang gạt anh. Là gạt em không biết cổ gạt tôi em hay không thôi. Đó, nhưng mà em nghĩ là em đau lắm. Nhưng nói chung là đám cưới như vậy mà người ta đã có người mới rồi, người cũ rồi. Dạ, có mà người ta cố tình bẻ với anh thì là gạt anh. Là đau lắm. Nhưng bây giờ thế này, nếu thực sự anh em sẽ tìm được cô Thủy để có câu trả lời chính xác. Dạ. Xem là tại sao mà cô ta lại làm vậy với anh. Nhưng nếu trên video này mà nếu đúng thực sự có một người phụ nữ nào đó, người ta thật tâm, thật gọi là toàn ý, người ta cảm mến và có tình cảm với anh, người ta mong muốn được gặp anh và gặp gia đình anh để nói chuyện, còn sau đó thì yêu thương nhau để tính sau. Dạ. Thì anh có cho người ta cơ hội không? Vẫn cho có cơ hội. Đã nhưng mà đó là người phải đăng hoàng thực tế. Dạ. Thì mà là người ta có ý đi. Cái chân thành của em như vậy đó, thì cái cô nào mà thí dụ như bây giờ cô nào mà cảm mến thương được rồi mình đấy, cái điều kiện của anh thì dạ. Rất khó khăn đấy. Dạ. Nói thẳng như vậy. Dạ, anh chỉ có tấm lòng thôi. Dạ. Sức khỏe thì có, nhưng mà kinh tế thì hiện nay thì anh nói thẳng là không có. Kinh tế thì hơn em hẹp chút. Nhưng mà đôi khi mình cũng chưa biết được, gặp người phụ nữ nào đó người ta cảm mến anh. Dạ. Nhưng người ta có một công việc rất tốt và người ta đang cần người chồng hoặc cần một người lương tựa để hai bên dựa lẫn nhau, thì đó đôi khi nó để chăm sóc lẫn nhau, nó đôi khi nó lại rất phù hợp. Mình cũng chưa nói trước được. Dạ. Anh ạ. Nhưng em hy vọng là trên video này chắc chắn anh là người chân thành, chắc chắn là anh sẽ gặp được những điều may mắn, và những điều may mắn chắc chắn sẽ đến với anh. Dạ. Trong thời gian tới anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em bác sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm, gọi là tìm người vợ tên Thủy, tên Thủy. Rồi thực sự là cái câu chuyện mà hiện nay mình tổ chức một đám cưới không mong muốn, đúng không? Dạ, đám cưới không mong muốn. Chứ không ai ngờ đám cưới xảy ra quá nhanh. Dạ. Mà ra đi cũng quá nhanh. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em Bình Dương ghi hình đăng tin là tìm người vợ này. Anh có đồng ý cho các anh em Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không?
Nếu mà cổ mà đồng ý trả lại số vàng đó ngày cưới đó thì khỏi, còn nếu mà cổ không trả thì nhờ anh em giùm. Đó, là nhờ đăng lên để tìm cô đúng không? Dạ 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 Ok rồi, bây giờ thế này, tất cả cái thông tin anh chia sẻ này là hoàn toàn là có đúng sự thật không? đúng sự thật, Nếu sai sai thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. sai anh phải chịu trách dạ nhiệm nhé. dạ Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video này. Đây cái là một cuộc tình, đây là một tình yêu rất chân thành. Hy vọng là chị Thủy xem được video này, hoặc gia đình chị Thủy xem được video này, thì hy vọng là chị Hà nói chuyện với anh ấy để có câu trả lời cuối cùng, bởi vì dạ anh ấy hiện nay cũng rất đau buồn. em cứ mở máy nói chuyện với anh một lần đi em ơi, Rồi, chứ cảm ơn em đừng anh. có đưa cho chồng em nói chuyện nữa, Rồi, anh ok cần gặp em một lần thôi.